Di Đà Phật Nam.
Kính thưa các bạn, chư tôn hòa thượng, chư tăng ni của chùa Phổ Hiền, kính thưa toàn thể quý vị, chúng con xin được tuyên đọc chương trình đại lễ Vu Lan Phật lịch năm 2567 nhằm năm 2023 của chùa Phổ Hiền gồm có những tiết mục sau đây. Thứ nhất, cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm Đế Đại bao gồm chúng chống bát nhà. Thứ hai, cung minh chư tôn đức An Tòa giới thiệu chương trình đại lễ. Phần thứ ba, giới thiệu thành phần tham dự. Thứ tư, phúc nhập từ bi quán. Thứ năm, diện văn Vu Lan của ni sư hội trưởng. Thứ sáu, lời đạo từ của chư tôn đức. Và thứ bảy, ý nghĩa bông hồng cài áo gắn bông đến chư tôn đức. Thứ tám, cung thỉnh chư tôn đức niệm hương bạch Phật trầm hương đốt. Và thứ chín, tụng kinh Vu Lan. Thứ mười, hồi hướng. 11, cung thỉnh chư tôn đức hồi đảo căn phòng. 12, cúng ngọn chư tiên linh. 13, cúng dường trai tăng. Và sau cùng là thí thực cô hồng vàng mãn vào buổi chiều. Giờ đây chúng con đã cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm Lễ Đài ba hồng chúng chống bát nhã. Và sau đây chúng con xin được mặc phép giới thiệu thành phần tham dự của chư tôn đức. Sau đây anh Nguyễn Đức sẽ tuyên bố lý do của ngày đại lễ hôm nay. Kính bạch, trước khi Nguyễn Đức đọc tuyên bố lý do thì xin mời quý Phật tử chúng ta an toàn riêng men cho ngày Phật tử cứ đứng vậy ha. Chúc đỡ chúng ta sau khi nhập phúc nhập từ bi quán chúng ta mới ngồi được hòa xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức, kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, với truyền thống tri ân và báo ân ngày Vu Lan báo hiếu, truyền thống hài hòa một cách tốt đẹp, sâu sắc với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc, trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày 3 tháng 9 năm 2023, chùa Phổ Hiền Tháp Vua Pháp Quốc long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2567. Đó là lý do của buổi lễ. Sau đây Nguyên Đức xin đọc bài bài hàng tiếng Pháp cho les sympathisants français. Chers vénérables, chers bouddhistes, mesdames et messieurs, obéissons à l'enseignement du Bouddha de suivre l'exemple de Bodhisattva Oga Lama. Nous nous réunissons ici sous le toit de la parole Fourier. Purifions notre esprit, offrons sincèrement aux 10 directions des trois joyaux. Nous prions pour nos ancêtres, parents, les grands-parents et les parents de les nombreux vies. De cette façon, ils pourront quitter de mauvais chemins et réincarner dans une terre pure. Chers vénérables, mesdames et messieurs, avec cette tradition de gratitude qui est harmonieuse et profonde que nous devions soutenir et pratiquer dans un noble esprit aujourd'hui, le 3 septembre 2023. La parole voyée à Strasbourg en France a tenu solennellement la fête de Ulam Bana Namo Dayu Mopini Bodha Tanda Chính Minh. Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu thành phần chư tôn đức tham dự buổi lễ hôm nay. Trước tiên
chúng con xin bằng phép cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Quảng Hòa Hiền đến từ chùa Chỉ Thủ, Thụy Sĩ. Xin vị cho một tràng. Tiếp đến chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Tường đến từ Mỹ Quốc. Tiếp đến chúng con xin được giới thiệu Hòa Thượng Thượng Thông Hạ Trí đến từ Tu Lu. Những vị Phật sự Ngài đã đến Hòa Lan và Ngài đã chứng tỏ chủ tọa trong ngày tu tọa Bát Quan Trai hôm qua. Xin vị cho một tràng pháo tay. Tiếp theo chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thượng Pháp Hà Quang đến từ ngôi chùa ở Đan Mạch. Tiếp đến chúng con xin được giới thiệu Đại Đức Thượng Nguyên Hạ Tệ đến từ chùa Đan Mạch. Tiếp theo chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thượng Trúc Hà Hải, Thượng Trúc Hà Hiếu đến từ Việt Nam. Và xin giới thiệu quý vị, vị thầy đã thay thế chùa Phổ Hiền lo câu tượng Quan Âm đầu tiên của chúng ta. Tiếp đến chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Như Quang trụ trì chùa Phổ Hiền. Chúng con xin được giới thiệu Ni sư Thượng Thông Hòa Nghĩa đến từ chùa Khánh An, Pháp Quốc. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Vạn Nghiêm đến từ chùa Khánh An, Pháp Quốc. Tiếp đến chúng con xin được giới thiệu sư cô Dừng Lương, chùa Phổ Hiền người lo để phục vụ trong thời gian qua và làm cùng với chương trình. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thượng Giác Hà Mạng đến từ Việt Nam. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thượng Viên Hà Định đến từ Paris. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị lắng nghe. Và sau đây chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức và quý vị thành niệm phúc nhập từ bi quán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ đến thâm ân chư Phật, chư tôn đức và gần đây là nhớ ơn đến cố hòa thượng Thượng Minh Hà Tâm chùa Khánh An, sư bà chùa Phổ Hiền và ơn sâu dày của hai đấng sanh thành dưỡng dục cha và mẹ. In minuit de silence, pour se souvenir de la profonde gratitude de Bouddha, la gratitude des vénérables, la gratitude des ancêtres et la grâce profonde de notre parent. Và đồng thời chúng con cũng tự nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sanh vạn loài. Chúng ta cũng tự nhớ đến những hy sinh cao cả của chư vị thánh đạo, các bậc tiền bối hữu công, anh linh chiến sĩ đã vì quốc vân thân, đồng bào đã gian khổ cống hiến trọn đời cho dân tộc và đạo pháp. Và giờ này chúng con kính mời chư tôn đức và toàn thể đạo tràng khởi thân trang nghiêm, nhất tâm tưởng niệm. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Une minute de silence commence.
Phút nhập từ bi quán đã trôi qua, chúng con, chúng tôi chân thành cảm ơn. Minute silence s'est écoulé. Nous vous remercions sincèrement. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức an tọa. Kính thưa quý Phật tử và quý em trong gia đình Phật tử, chúng ta đồng an tọa đi đại Phật. Tiếp theo, chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thượng Như Hà Quang, trụ trì chùa Phổ Hiền kiêm hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại vùng Trang Tua, sẽ có diễn văn Vu Lan trong ngày đại lễ. De ceux qui souffrent en enfer.
En tant qu'être avec impatience, le grand jour de Boulan, c'est aussi apprendre à suivre l'exemple de piété fidèle du Bouddha Sakyamuni et de sa sainteté Moggallana, et aussi après les trois mois, de retraite de vénérable des moines bouddhistes, méditer, pratiquer, supprimer les vertus. Et c'est la meilleure opportunité pour les bouddhistes de planter des vrais graines de Bouddhi sur la terre pure. Pendant la saison du Lambana, nous faisons plus d'efforts et pratiquons la piété fiale pour remercier la profonde gratitude de nos parents. À l'occasion du retour de cette fête, nous souhaitons au vénérable excellent sainteté de réussite. Mais je veux à tous les bouddhistes prier pour que les parents actuels aient jouir d'une longue vie bénie et heureuse, et pour que les ancêtres décédés ainsi que les victimes des guerres et des épidémies naissant dans la tabu. Namo Dayu Mokin Ling Bodha Mahadatta Dajimin. Namo. Tiếp theo diễn văn của Ly Sư, trụ trì chùa Phổ Hiền. Giờ đây chúng con cung thỉnh Hòa Thượng ban bố cho chúng con lời đạo từ nhân dịp lễ Vu Lan Phật lịch năm 2563 tam bại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Viên Khởi Đại Hiếu Mục Thiền Liên Tôn Giả. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử diện diện, hôm nay Vu Lan còn gọi là mùa hiếu hạnh, là duyên, nhân duyên quý báu, không những cho người con Phật mà là văn hóa tốt đẹp của hầu hết dân tộc Á Đông. Vu Lan là dịp để cho chúng ta thể hiện lòng hiếu kính đối với bậc sinh thành đã tạo cho chúng ta một hình hài, nuôi dưỡng và dạy dỗ cho chúng ta thành người. Các bậc sinh thành đó là tất cả ông bà, tổ tiên, cha mẹ đã quá cố và những vị hiện hữu sống quanh chúng ta. Một mùa Vu Lan là cái dịp để chúng ta tỏ lòng tri ân và báo ân đến với tất cả mà hàng Phật tử chúng ta ngoài cái ơn cha mẹ ra còn có ơn nữa, đó là ơn quốc gia, ơn thầy tổ và ơn chúng sanh ở đàng Việt. Ơn quốc gia nghĩa là gì? Nghĩa là những người lính đã giữ gìn bờ cõi để cho chúng ta có một đời sống bình yên ở trong đất nước mà chúng ta đang ở. Và ơn thầy tổ là ngoài ơn cha mẹ nuôi dưỡng ra thì có ơn thầy tổ là cái ơn giáo dưỡng dạy cho chúng ta trở nên một người con biết rõ được cái giáo lý của đạo Phật và theo con đường đó
để tiến đến tu tập giải thoát hầu cứu khổ cho tất cả chúng sanh, trong đó có cha mẹ mình. Và ơn thứ tư là ơn đàn việt, tức là những người thợ đã xây nhà cho chúng ta ở, những người thợ đã dệt vải cho chúng ta mặc, và những người nông dân cày sâu cuốc bẫm để cho chúng ta có những hạt lúa, có những cái thực phẩm để chúng ta dùng hàng ngày. Đó là những cái ân mà chúng ta phải biết báo ân, phải biết là nhớ ơn trong muôn một. Cho nên trong cái ngày lễ Vu Lan, theo ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta chắc chắn biết cái câu này, tức là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Đó là nói lên cái tình cha mẹ mà đã sinh thành tạo ra chúng ta ngày hôm nay. Và nhờ ngày hôm nay chúng ta biết được đó là do cái nhân duyên đó, duyên khởi của ngài Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, để hôm nay Đức Phật đã dạy cho chúng ta những cái bài giáo lý bài pháp mà chúng ta luôn luôn tưởng nhớ và đền đáp công ơn của cha mẹ, không lúc nào quên mất được. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, hôm nay tại chùa Phổ Hiền, thay mặt chư tôn đức tăng ni xin cầu chúc, trước tiên là cầu chúc chư tôn đức tăng ni một mùa an cư, tăng thêm một hạ lạc, và cầu chúc cho tất cả quý Phật tử đồng hương thân tâm thường an lạc. Mùa Vu Lan báo hiếu được thể hiện được tinh thần của người con Phật, đền đáp công ơn của cha mẹ không thể nào quên được. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúng con thành kính cảm ơn Hòa Thượng đã có lời pháp dụ đối với đại chúng cùng với chúng con. Giờ đây tiếp theo chương trình là chương trình bông hồng cài áo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, khi nói đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ thì cho dù diễn tả từ năm này qua tháng nọ cũng vẫn không thể nào diễn đạt cho hết được ân tình của cha và mẹ. Ngày hôm nay, khoảnh khắc thiêng liêng và lắng động mà tất cả mọi người con Phật đều ước mong khi ngày báo hiếu trở về, đó là giây phút được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm, để ý thức mình còn hạnh phúc có mẹ, cha bên cạnh. Aujourd'hui, le moment sacré et calme que tous les bouddhistes souhaitent, lorsque le jour de la piété filiale revient, est le moment où les roses vont être déposées sur votre chemise, afin que la conscience qui sont toujours bénies avec maman et papa à côté. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa, không phải đợi đến Vu Lan mới tỏ tấm lòng hiếu hẳn nhớ ơn mẹ cha. Dù ngực cài hồng trắng hay màu đỏ, muôn đường con nhớ mãi không phai tình cha nghĩa mẹ muôn rồi. Công ơn sâu nặng lòng con nhớ hoài, ngưỡng bạch giác linh cố sư bà vĩnh chủ, ngưỡng bạch quý chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa,
quý Phật tử có mặt tại đạo tràng. Nhân đại lễ Vu Lan hôm nay, dù đạo công các bài thơ kính dâng lên quý vị, Phật cũng đại lễ nhắc nhở đôi điều đến các em trẻ. Và đây là bài thơ Bông Hồng Vu Lan. Bông hồng vàng xin dâng chuyên tôn đức, kính chúc quý ngài sức khỏe trường khang, vì thương chúng sanh đến các đạo tràng, lời phát biểu bảo ban đầy từ ái. Và đó hồng thắm tỏ lòng nhớ mãi, mỗi Vu Lan được cài áo mẹ cha, vì các con không quản ngại nề hà, dù vất vả vẫn như con khôn lớn. Bông hồng này sẽ tươi xinh mơn mởn, không bao giờ tàn úa theo thời gian. Cùng với tấm lòng con luôn vãi vang, chư Phật tổ mẹ cha bình an mọi lúc. Cảm ơn mẹ đã cho con hạnh phúc trong vòng tay để trì nguyện thương yêu. Mẹ biết không, con yêu mẹ thật nhiều. Bông hồng cài áo thay lời muốn nói. Gánh nặng cùng đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ chiếm công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mê xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mê xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kiếm công cha. Tần tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mê xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em. Ai con mê xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mê xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
theo chương trình, tôi xin được phép cung thỉnh chư tôn đức làm lễ niệm hương bạch Phật, và sau đó chúng ta sẽ đồng hát bài trầm hương đó. Xin cung thỉnh chư tôn đức quan âm thành kính để đảm. Một giả chỉ thần cúng dường trì tụng
hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba ngôi tam bảo Đức Di Đà cùng chư Bồ Tát Thánh Tăng, hiệp ba cõi mười phương tăng chúng mong từ bi tiếp độ hương linh cứu viện Phật tổ siêu thăng. Cha mẹ hiện thế phước tăng thọ trường, cấp chúng sanh sớm rõ đường đạo đức thoát mùi mê chứng bậc quang minh. Ngựa mong mà đức cả hoài linh từ bi thương xót chứng minh gia hộ. Nam mô thập phương thường trú tam bảo tát đại chứng minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tát đại chứng minh. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi để châu nghi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bao tòa thân chúng con anh hiền cúi đầu xin thề nguyện quy y, nhất tâm đảnh lễ thần thập phương biến pháp giới vi trần sắc độ trung hoa hiền vị lai chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ trung thiên giáo chủ hiền tòa đạo tràng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hà sanh Như Lạc tôn Phật đại trí văn thù sư lại Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát đạo tràng hồi thượng Phật Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ lạc ban thế giới tiếp dòng đạo sư A Di Đà Phật, Tiêu Tai Nghiêng Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Vu Lan Viên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Đế Bồ Tát. Oh,
đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy ngày năm tháng bảy gặp hỏi Bồ Tát và của vị hoàng đón thân lễ mời vương tam I don't know.
sanh quyết định chân con làm Bồ Tát Di Đà Phật. Bye.
vương và chúng vương đời tạm đa gặp lục đạo phật thần thí bồ tát kia để nguyện giải bảo và linh nghiêm tế già đăng vô lượng ba la mật tam đức lục quỷ cung phật thập tăng pháp giới định bảo tham cung dừa kế hậu trung hướng tiền bói hữu công đạo
tràng hộ từ bảo trợ ban nguyên ân nhân nam nữ quá cổ dương linh liệt viên hồ về truy niệm Việt Nam Phật giáo tiền bối hữu công sang lòng biên khuôn hồi khuôn trường hồi viên sinh hoạt gia đình Phật tử gia trưởng huynh trường cửu huynh trưởng đoàn sinh oanh vụ bào trở ban viên nam nữ hòa cô hương linh liệt vi phổ vi trí tiện phổ hiện từ tiền hầu công định hòa cổ ân nhân chư gia văn tánh thầm phương thiền tịnh quy khi từ nam nữ hòa cô chương linh liệt vi phổ vi trí tiện phổ hiện sự tung duyên chư gia bằng tận kỳ danh kỳ siêu hoa cổ hương linh liệt vị phục vị truy niệm Việt Nam Pháp quần thế giới kỳ thứ diễn tranh anh hùng chiến sĩ vị quần vong thân nam nữ hoa cổ anh linh liệt vị phổ vệ truy niệm Việt Nam Pháp quốc thế giới tiền hầu chư biển cố sợ bị thiên tai cuồng phong lũ lụt cơ an tận dịch hòa hoạn thiên thân tai nạn lao động giao thông đoạn thai phá đoạn từ tai phun trung yêu yêu minh minh bất tường tâm danh bất tri hà phương sư sờ nam nữ hòa cô dương hồn liệt viên phổ uy truy niệm Việt Nam Pháp quần thế giới đương thời sở lâm cô vịnh đại dịnh bất tư tạng từ thọ nghiệp oan hồn thế thế quả cô nam nữ lào thiếu bất tường tánh danh bận tri sư sợ bất luận tôn giáo sắc tòng đa chủng cư dân trùng trùng đăng đặng nhật thiệt thanh linh hương hồn liệt vi kim a đại chủ lễ thì kỳ pháp danh đồng niệm kỳ an lễ văn nam tập bệnh tiêu trừ đại vũ tình thì đạo pháp danh tâm thi kỳ an tình thì đạo trần duy quan pháp danh nguyên thành nguyện thì thủ pháp danh nguyên ngọc thần tuệ minh lu khang tân bào phụng tôn ni tân bào an sê lui na tô mi phanh tinh đơ và kỳ siêu tịnh định hoa tâm pháp danh tâm quang văn thì gần tâm mình rô lăng phó rinh thơ pháp danh mình quang đàn hương linh liền vị trái chủ nguyện thị vương linh kỳ an trường hàm dùng trường hoàng trang nguyện vương linh nguyện xuân mai nguyện khẽ vinh nguyện mê linh nguyện mê lì nà kỳ siêu trương văn thi hoa thị chủng trương với vịnh pháp danh nguyện binh hàng hộ hương pháp danh tâm liên nguyện phải viên na đặng hưởng linh liệt vị trái chủ trần đình đại pháp danh nguyên linh đà kỳ an trần thị linh tịnh linh từ viên hành trần đình đại vợ nguyên linh đa trần đề đại hoàng nguyên thọ thành ngọc liên hoàng thị bình ngâu la trọng dung hoàng thị bình hai kỳ siêu ba đạo nguyên thoa lê đi cường hoàng thị vĩnh phạm thái hoàng lê đình đà thành nam tân thị quê hương linh liệt vị trai chủ nguyện tân lộc pháp danh đồng tài kỳ an nguyện tân lộc lưu nguyện thanh linh pháp danh đồng quan lâu nguyện anh quân ngô sang lê trần ngọc trinh kỳ siêu viên thị kỳ pháp danh diệu liên lưu kim quân pháp danh minh đăng hương linh liệt vị trai chủ trần thị hoàng
kỳ an dương giang dương thị à dương thị đà kỳ siêu đăng thị tam ngộ văn phùng đàng hương lân liệt vị đa vô quyền thị chung phạm danh tâm huệ vị kỳ an bùi hạnh bùi bát căn bùi huyền hoàng anh bùi giáo bùi loa bùi thị chung phạm danh tâm huệ vị bùi hạnh kỳ siêu bùi công như bùi thị bình thành huyền tiên long nguyên thì lục lương linh liền vì tại chùa phạm danh chiêu lý kỳ an mạnh cầu hoàng văn cường nguyên đạo mạnh thì tu tâm có thì từ nhiều sớm kỳ siêu hoặc thì đề phạm danh diệu phương hướng linh liền vì tại chùa bùi thanh tăng phạm danh quan lời kỳ an bùi văn sự nguyện văn kinh kỳ siêu nguyện thì từ bảo danh diệu là nguyện thì thọ hướng lên liệt vị đại chủ lê định mãi phân kỳ an còn thể giả định và kỳ siêu cứu huyền thập tổ hướng lên liệt vị đại chủ quát thị an hoa kỳ an quát văn thiên quát minh tân quát kim tu quát minh trì quát minh trì quát mi lai kỳ siêu căn văn viên bao danh thiền tâm tần để bao pháp danh học được căn tinh hiệp đàn hướng lên liền vị đại chủ đàn thì hồng hoan pháp danh an hồng kỳ an tâm mạnh vững phạm thì hành đạt mạnh nêu nguyện hiện an kỳ siêu vô danh hương linh đạt văn bồ vạn bình văn văn thì thiện văn thì thiện chương linh đề mê đại vô nguyện như nhật kỳ an nguyện như việt hoàng thì hồng nguyện như vườn nguyện việt tiên chư gia chúng đồng đại vô nguyện thì hầu pháp danh diệu hiểu kỳ an căn thị đó pháp danh diệu thì nguyện thì hành nguyện thì hành nguyện thì an nguyện văn hùng nguyện văn ân nguyện văn huyền kỳ siêu nguyện văn hài nguyện văn hiệu nguyện văn hiền nguyện văn hợp nguyện thì hương nguyện thì hầu nguyện thì âu nguyện văn hào chương linh liệt vị đại vô là pháp danh diệu hiền vẫn đang nghe pháp danh giác thề căn thì luôn pháp danh quảng đàm chương lên liền vị đại chủ nguyện di thân kỳ an nguyện thân thu hồng trung quang minh kỳ siêu vô thị liên pháp danh diệu liên chương lên liền vị đại chủ căn thì lăng kỳ an pháp thị tô cần thị lát hoan đức tạng hoàng quỳnh loan hoan vời thu hoàng đức phùng độ đức minh độ hoan ni độ la ra kỳ siêu trần trì nhi hoàng thiện loan hoan thị minh tạm trì thân kỳ hương lên lìa vị đại vũ bồ đình hoàng kỳ an toàn thể gia quyên kỳ siêu đô thị vị chung chương lên lìa vị đại vũ nguyện ngọc đài kỳ an liêu thì vườn nguyện ngọc đài nguyện ông phố nguyện thì kiều an nguyện thì bạch nguyện thì tùy trang cung cà châu kỳ siêu nguyện ngọc cao nguyện thì yêu liêu văn phen nguyện thì gòn liêu thị tiến nguyện thì ngọc chung chương linh liền vị cai trù nguyện thì hoàng văn danh diệu sáng kỳ an lê thị tiến nguyện thị trung nguyện thu trang nguyện thành long kỳ di nguyện văn ân nguyện kỳ hào nguyện trừ thị nguyện chương linh liền vị đại chủ đàn thị minh kỳ an phạm thị linh phạm văn an trang đăng thị định tuệ toàn gia trung đăng đại chủ nguyện hồng minh kỳ an nguyện đức tâm quang tăng tướng nguyện tu đăng nguyện xuân trường nguyện đức đồng nhân nguyện trường phục kỳ siêu văn định tuần căn thị về nguyện an nguyện kỳ điều nguyện về nguyện thì em chương linh liền vị đại chủ a minh diệu kỳ an căn vi lâm a minh diệu đàm nhạc an căn đa nguyện kỳ siêu a văn bê nguyện thì căn nguyện tinh long tạo thì chủ chương linh liền vị đại chủ nguyện thì toan
kỳ an rô sạc phao bia quyền truyền phao bia quyền thị toán pha tà hương nguyện tà phương lành quyền thịnh sư mịt na kỳ chiêu quyền văn thân quyền thị mai quyền văn đồng na truy linh ngô phó chú rè chương lên liệt vị trai chủ lê thị minh tỷ kỳ siêu pháp vạn đăng con thị xâm chương lên liệt vị trai chủ phạm thị minh niệm phạm danh diệu âm niệm kỳ an vô hại phạm thị minh niệm vô hoa thanh toàn vô mai xưa vô du la vô lý na tình thị khuy phạm thị chỉ kỳ siêu vô văn chi phạm văn sự ba phạm thị cày phạm thị âm phạm thị mạng chương lên liệt vị trai chủ quyền tiên đức kỳ an quyền tiên đức phạm thị thanh nguyên quỳnh như nguyện hòa mi kỳ sĩ nguyên thị đạo nguyện kỳ dương chương lên liệt vị trai chủ kiều ngọc bửu âm danh diệu nghệ kỳ an tinh hoàn diện kiều ngọc bửu tình đi vương tình đi mong tình đi thì đổ anh tình đi như khơi ngõ vô tụng đà tụng lộc kỳ siêu cửu hiền tận cô hương lên liệt vị trai chủ dương thị phương kỳ an dương thị phương an lê quỳnh nhi mọi lâm yêu kỳ siêu nguyên thị hồng tình chương lên liệt vị trai chủ công ty thiện hưng tòa kỳ an toàn thể công nhân viên trai chủ quyền thị bích hương pháp danh diệu vũ kỳ an lễ minh nhân khoe viên pháp danh minh đức kỳ siêu nguyện văn tâm huyện thị tương chủ minh tâm chương lên liệt vị trai chủ cao miên pháp danh diệu tình kỳ an cao hữu giáo cao thị thành hằng cao hữu kiêu giang pháp danh đồng tình cao hữu lam giang hiệp toàn gia dung đàn trai chủ bùi sinh pháp danh diệu lan kỳ an nguyện an lê sophie pháp danh diệu liên bùi thị hòa alexandra streamy kỳ chiêu đao thị nhàn pháp danh diệu thọ nguyên thị bình chương lên liệt vị trai chủ nguyện khuyên vinh kỳ an trương thị hệ trương văn tiên trương văn tế trương văn tông trương thị tời kỳ sĩ lý văn ngó văn thị dò trương văn kê trần thị lan trương văn gia đi thị đại nguyện thề ai trong thị dần chương lên liệt vị trai chủ trương thị hành kỳ an trần tu kinh trương thị hành trần thị hải an trần hải hà trần hải sơn kỳ siêu trương văn điện văn danh từ một điện lễ thi nhiều văn danh hiệu hai bé đò chương lên liệt vị trai chủ văn chuyên phao kỳ an trương thị đàn hồ bánh cây con gia chung đàn trai chủ hoàn cầm tổ pháp danh đồng châu kỳ an tổng quê lăng hoàn cầm tổ tổng an đi xa hoàng bạch đê biết hoàng định tăng nguyên thị lan nguyên thanh văn kỳ chế nguyên thị kim tăng nguyên định hưng công cầm anh khâu lia hoàng văn năng chú thị vị chương lên liên vị trai chủ truyền thị anh đạo phạm danh tâm hoan kỳ an cao thị kim tuyền lê minh sơn cao thị kim chi phạm danh như ngà cao thị kỳ an phạm danh như tịch bùi đình ngọc cháu quan hành phạm danh như tòng lê thị kim long phạm danh hoàng như kỳ siêu hoàng long phạm danh như thành julie pitt chương lên liệt vị trai chủ hà thị tâm phạm danh diệu thương kỳ an hà thị tân hoa hồ hòa tại sơn hoa thành sơn kỳ siêu hà văn phú quyền kỳ đồ hồ văn ba hằng trần lý thi trần văn qua trần văn thê dương lên liệt vị trai chủ quyền kỳ hải yên kỳ an lê thị chỉ nguyễn mạnh linh kỳ siêu nguyễn hữu minh nguyễn gia miên lê thành kỳ dương lên liệt vị trai chủ đặng hải yên kỳ siêu an hoàng kim sơn đặng thị thiên đặng thị khánh liên đặng hải yên cross ring interpre alex string interski julia string interski toàn gia trung đồng trai chủ nguyện thị tu thị kỳ an nguyện thị đều nguyện thị dương nguyện thị minh nguyện thị sanh xuân nguyện thị trang kỳ siêu nguyện văn văn chương lên liệt vị
ta vô lê thì cầm thường hoặc danh đồng liên kỳ siêu lê khắc minh pháp danh đồng quyền chư hương minh liệt vị ta vô đành văn đồng kỳ an đô thị hồng cùng kỳ siêu cửu hiền lành tô hương minh liệt vị ta vô lương quý tâm kỳ an lương hỏi an ta thì đạo lương lê trăng ai bi li lương lê grand prini minh lương lê ô phi li minh an chế toàn giả dung đành tại chỗ a lê thì ngọc dung văn giác nhân quyền kỳ ác vô toàn văn giác trường được lắp tiên ngọc dung văn giác trường quyền ô thì nào văn giác trường quyền vô ngọc tâm mãi khoen phạm nhân trường cơ kỳ siêu lập văn nam phạm nhân tiên tức trần thị ác pháp danh phước ngọc chư hương linh thiền vị ta dù miền thì đông văn danh tề diệu lành kỳ ác thanh đức thường lê thị tuyên tăng thành trung nguyên thì tam pháp danh diệu là người tuyên tăng kim tuyên cùng kỳ chiếu mê hoàng thì buồn chứ lên liệt vì đại chư văn thì giàu pháp danh diệu bao kỳ an phạm thị thái crown victor group phạm thị giáo trương đức việt phạm thị bình dương đại hoàng long dương thị anh dương tony kỳ chiếu mạng văn hoàng trần thị sinh con Rosa Hoàng Na Rosa Dương Linh Liệt Vị Đại Chủ Chị Mai Dương Kỳ An Chị Mai Dương Trần Phi Thế Âm Nguyện Ma Thuy An Minh Kỳ Siêu Cao Thị Thanh Hương Dương Phục Sao Dương Linh Liệt Vị Đại Chủ Trần Thị Thu Lâm Kỳ An Nguyện Phi Liên Nguyện Đan Nguyên Lui li li David phục kỳ siêu cần văn tam văn danh diệu thầm nguyện đi đa văn danh diệu thi dương lên liệt vị ta dụ cần thì phi di văn danh trục tinh kỳ an cần phi văn kỳ siêu cao thì mai hoa nguyện phu thu đinh đoàn thị đắc trần văn đoàn thì dương lên liệt vị ta dụ tâm anh dụ văn danh thì năng kỳ an tâm anh dụ văn danh thì năng nguyện thì là văn danh diệu anh tâm tỷ thì văn danh diệu hành tâm tô ni tâm ti na tâm tô bi an kỳ siêu tâm văn tinh tâm văn rờ tâm thủy việt kiều văn danh nội tâm đô văn hai văn danh hoàng thân lê thị an văn danh hoàng tù dương tinh liệt vị ta dụ nguyện thì như quỳnh kỳ an hoàng mạnh sơn quyền thị như quỳnh nguyện thị như anh hoàng kim anh niệm toàn giả dung đành ta dụ nguyện thị thu kỳ an võ thị bài võ thị xuất hương võ định khánh kỳ siêu võ định vinh nguyện thị lời võ định sau võ định phương võ thị tường chương linh liệt vị ta dụ nguyện nguyên diệu nguyên kỳ siêu đăng văn tại văn danh minh thường chương lên liệt vị kỳ siêu bùi văn xịn văn danh nguyên lương tâm thì vô văn danh nguyên tường bùi hòa bùi hiếu chương lên liệt vị ta dù nguyên thi hồng đăng kỳ an đồ thị tâm đồ thị kỳ tâm đồ thị nam minh nguyện tâm minh đơn nguyện an na yên linh nguyện sa ra yên vi kỳ siêu nguyện văn an chương lên liệt vị ta dù a thì mình thư văn danh thiền xuất kỳ an vô thì minh tâm vô thì minh quyền văn danh đồng nhiệt bồ đề hà lâm văn danh đồng văn đi ra ra bồ y lai ra bồ y na linh bồ hiện toàn giả chung đành ta dù hình thì nhi văn danh nhiều như kỳ an tịnh hoàn tân trịnh nhân nam trịnh thủy mi trịnh phương nghi kỳ siêu nguyên hình hữu trang thị bại dương linh địa vị ta du hình thị võ văn danh diệu thọ kỳ an tịnh kim thị toàn gia chúng ta ta du diệu thanh lê thị khanh kỳ an lê thị ca lê hoàng ca ca thành thị minh nga chánh lê thị khanh lê thị hồng khlao lô bê ta du nguyên thị thị linh kỳ an mò ly khóc nguyện a mai chân khóc ma kỳ siêu nguyện văn loan dương linh điện vị giả mê đồ siêu dẫn tình đồ
Hồ nguyện âm siêu dương ơi, pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình thể tăng Phật lên. Cũng chung hết nhà mình trong cái dịp Vu Lan này.